Ui, Lưu. Này cả nhà. Hello. Xin chào cả nhà. Rất là lâu rồi cả nhà. Khoảng tầm độ khoảng phải 2 đến 3 tháng rồi mình chưa ra cái video nào để cho cả nhà xem. Thì hôm nay mình sẽ quay trở lại cái chốn xưa, cái khu này là ngày xưa mình có làm ẩm thực trên các bờ suối này, trên bờ suối này cả nhà. Thì mình có nghe nói là cái khu này Lương với là Trình cũng có. Hôm trước mà có đi là mấy chú cũng thả rất là nhiều rồi cả nhà. Thì hôm nay mình sẽ thử thách, mình sẽ đi dọc ở bờ suối này mình thả thử có không như cả nhà. Thì mình đi mình có mang theo các cái dụng cụ này cả nhà. Đây. Mình sẽ mồi thì mồi con biển. Sẽ móc. Móc cho cái lưỡi này và thả xuống thử để mình ngâm đó khoảng chừng mấy tiếng hồ thử như có không như cả nhà. Thì thời gian qua cũng rất là cảm ơn các bạn và cả nhà luôn luôn đồng hành cùng kênh Phương Vlog nha. Thì mình với Hậu đã rất là lâu rồi chưa có làm chung lại, thì mỗi người có công việc riêng hết cả nhà. Sắp tới thì cũng nghiên cứu cái thời gian để ra điều video hơn cho cả nhà xem. Thì mong cả nhà và các bạn luôn luôn ủng hộ kênh Phương Vlog nha. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình thả dọc cái con suối này thôi, hên xui nha cả nhà. Chuẩn bị cái đây là cái tôm biển, sẽ móc vô đây. Hy vọng là có nha cả nhà. Sẽ thả mấy cái chỗ mà nước sâu chứ dạo này là mùa khô nước nó cũng cạn rồi cả nhà. Khô nước cũng cạn. Hy vọng là có nha cả nhà. Sẽ đi qua hướng kia cả nhà. Rồi. Mình sẽ bỏ từ khu vực này nha cả nhà. Từ đây chạy dài xuống. Chỗ đây nước nó sâu rồi.
Ấy. Bỏ phía bên kia nữa cả nhà. Hy vọng là có chứ cả nhà. Bỏ phía bên kia nữa cả nhà. Đó. Phía bên góc bên kia. Đây cả nhà. Hy vọng là trong hốc đá đây là có nha cả nhà. Thì tôi thấy trong hốc đá đây. Trong hốc đá này thường thường chỗ đây mình bỏ hai cái luôn rồi. Đây có tìm đây nè. Chỗ cả nhà. Đây cả nhà. Chỗ đây nước cũng hơi sâu nè. Để thả cho đây một cái nữa.
Đây là mùa mưa, mùa nắng này, này nước nó hơi cạn nha cả nhà. Mình sẽ lựa cái chỗ nào nước sâu á. Nhóm lửa này nếu mà hên xui á mà có trúng được con cá hay con gì mình nấu cháo mình ăn luôn nha cả nhà. Hên xui. Đây, hôm nay vô tình gặp tất cả đoàn đoàn mình là bên nào ta? Cái gặp một đoàn trải nghiệm thác đây thác suối Hàng à cả nhà. Vô tình gặp coi như đoàn ở đây là ở Sài Gòn, từ Sài Gòn mà lặn lội về suối đây là cả nhà biết không? Rồi xin con nuôi anh giữ lại cho mẹ em giùm. Thấy đông không? Mình là vô tình lỡ mình là không đi bộ quốc lộ nữa, vô đây ẩn tu. Vô đây ẩn tu. Ồ, đây đây về vui đúng không? Vui quá vui. Mà sao từ Sài Gòn mà biết được cái thác ở đây giỏi vậy chứ? Thì cũng nhiều lắm anh. À. Thì cũng nhiều nơi rồi. Trải nghiệm phải không? Đi nhá. Rồi rồi rồi, cảm ơn. Nãy mình có người để quay là vô tình gặp rất là nhiều bạn ở ở thành phố Hồ Chí Minh là đi lên cái suối này tham quan à cả nhà. Thì mấy bạn rất là vui. Rất là vui. Thì mình có quay sơ qua cái đoàn mới vừa đi qua cả nhà. Không có cả nhà. Một tay. Dỡ ở đây khó không vậy cả nhà.
Ui, xì. Có. Mình chạy xuống đây mình coi thử nó có dính không được cả nhà. Ê ê. Có giật cái dây này cả nhà. Ê. Giật cái dây đây. Ui. Ui ui, dính rồi cả nhà. Ui. Ui. Ui, luôn. Đây cả nhà. Wow. Đây. Ô. Đây con lươn cả nhà. Hơn quá hơn. Đây. Thấy chưa? Lươn. Dần Thôi. Còn mấy cái kia nữa. Để tí mình sẽ đi xong. Ui. Lươn rất to rồi cả nhà. Giờ con lươn này không biết mình làm cái gì đây. To ghê to. Này cả nhà. À, giờ mình sẽ đưa lên mình nấu cháo. Nhiều đây nấu cháo được, quá ngọt luôn. Thôi, bây giờ sôi rồi mình sẽ bỏ lươn vô nha cả nhà. Sôi rồi. Vô luôn nha. Sôi rồi. Wow. Bỏ vô luôn. Để mình hầm chẹt nha cho nó. Chín rồi cả nhà. Rồi. Thì mình đưa ra mình xử thôi. Ngon. Ăn chú. Ê, con, chú có ăn xong rồi. Đang ở nơi đi kiếm mấy con cá giờ có nấu. Cho. Ừ. Câu cái đài. Đúng không ạ? Hả? Ừ. Ngon. Ngon quá cháu à. Ăn chú. Đó, ăn cho vui. Đã là chúng ta mà. Chú ăn đầu mất trong nhà đó. Ngon ghê, ngon ạ. No chứ không mà thôi tôi làm mà. Dạ. Ý là no quá chứ không thôi tôi làm mà. Còn đi con định là con cầm theo ít gạo với cái gói mì kia. Ừ. Nếu mà không có con lấy mì chế ăn nhưng mà giờ sau hơn nhau nó trúng luôn. Đi có lương không? Ừ. Mà giờ sáng giờ câu không có cá à? Sáng giờ đâu có đâu, con câu dịp cần đó. À, con lấy cái lưỡi à, cái lưỡi con cột vô cái cước con thả, thả dập từ đây lên xuống cái kia thả nè cái kia dính cua bự vậy đó, dính cua đá, giật lên nghe nó kéo vô cái hang cái cà khế, cà khế con bự vậy này, ngay chỗ hốc này mà cá kia, hốc đây, ngay chỗ có cày chứ á. Có cây nó chằn qua thằng đá này. À. Ngon quá. Rồi cả nhà. À. Ừ. Đó. Ngọt. Đúng là có chút dầu á. Tao 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 lên là có chút hành tao tao lên là ngon. Ừ. À.
Ngon, đẹp quá, nấu cháo hào đẹp. Béo. Ngon cả nhà. Đó. Mời cả nhà nhé. Tính là con lươn to rồi cả nhà. Ngay chỗ cái hốc đá mình thả ngay chỗ cái hốc đá đây. Sao hơn. Đúng nguồn lương em đúng bữa luôn mà cả nhà. No cả nhà, mình ăn nguyên con lươn mới cháo luôn hả? Mới cháo luôn à? Rồi, mình cũng xin kết thúc video tại đây vậy cả nhà. Rất là cảm ơn cả nhà đã bỏ một ít thời gian ra xem video của mình làm. Và hy vọng rằng là coi như các video sắp tới thì mong cả nhà đón nhận nha. Thì mình sẽ cố gắng ra video đều đều cho cả nhà xem. Đó. Thì nói chung là bữa nay là một ngày rất mà may mắn của mình nha cả nhà. Được hơn là trúng được con lươn. Để mình trúng một bữa ăn no nê nấu cháo. Chứ còn không là nếu mà không trúng thì mình ăn mì tôm cả nhà. Đã. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Và cả nhà thấy video hay thì cho mình một like và lượt đăng ký kênh nha cả nhà. Để theo dõi nhiều video hay. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà.